Xin chào mọi người đến với cái chuỗi video khoa học ngược đảo chứng khoán. Và video trước đó chúng ta đã từng tìm hiểu về cái đường chỉ báo MA, đường trung bình động. Và mọi người đã làm bài tập chưa? Mọi người đã rèn luyện chưa? Mọi người nhớ nhá, nhớ rèn luyện nha, đừng có quên nhá. Và hôm nay sẽ là một cái chỉ báo rất hay, được coi là một chỉ báo mà đó rất thích. Đó là một chỉ báo về MACD hay gọi là MACD. Thì đây là một cái chỉ báo có kết hợp của cái chỉ báo đường trung bình động nữa, cho nên ta sẽ học bài đường trung bình động trước và giờ học bài MACD nhá. Thì hôm nay người đó mới vừa đi làm về, cho nên tranh thủ cũng làm cho người một cái video luôn về khoa học luôn. Thì nội dung đã soạn trước rồi, hôm nay chỉ nói một tí thôi. Thì MACD người ta gọi là chỉ số biến động trên lệch của đường trung bình trượt nhá. Vậy nó tổng quan của nó như thế nào, lên một cái biểu đồ nó sẽ như thế nào, thì mình thấy đây. Thì nó sẽ gồm có 3 điểm chính đây. Đó là về cái chart của nó, cái chart histogram đây. Đây là cái gọi histogram này. Đó, histogram MACD, người ta gọi là biểu đồ MACD, đường tín hiệu nhá. Ở đây. Thì tiếp theo, đó là gì mọi người? Đó là đường MACD, một đường MACD thì đây được gọi là màu đỏ đỏ đây, MACD đây nhá. Đường màu đỏ. Và đường tín hiệu MA9 của MACD là của cái đường màu đỏ này nhá. Cái đường màu xanh này. Thì khi đường trung bình MA12 cắt và nằm trên đường trung bình của MA26, tức là MACD sẽ cắt lên trên, nằm ở trên điểm số 0 nhá, tức là này. Khi mà đường trung bình MA12 và đường trung bình MA26 có công việc của nó là đường MA12 cắt qua đường MA26, thì khi đó đường MACD nó sẽ cắt qua mức 0 này, cắt qua mức 0 này, cắt qua nhá. Và rất nhiều người đặt câu hỏi là tại sao lại số 12, tại sao lại số 26. Đấy, thì những cái số này thì chúng ta phải hiểu là nó là cái chỉ báo này là một cái chỉ báo thường nó sẽ đến từ cái ở nước Nhật nhá, nước Nhật. Thì và cũng như là cái thị trường nước ngoài. Hồi xưa thì một thị trường sẽ gồm có 6 ngày. Thì dần dần về đây thì thị trường chỉ còn có 5 ngày. Dẫn tới là người ta sẽ dùng cái số chẵn, số tròn hơn. Đối với chúng ta thì áp dụng cái này được, tại vì là nó cũng gần sát, không gì sai cả đâu nhá. Đường trung bình MA12 cắt và nằm phía dưới đường trung bình của MA26 thì tức là MACD sẽ cắt và nằm dưới đường, dưới điểm 0, dưới đường 0 nhá. Đây này, ví dụ này, điểm này bắt đầu là đường MA12 cắt xuống dưới cái đường MA26 nhá, thì khi đó đường MACD của chúng ta sẽ xuống dưới mức 0. Khi đó sao mọi người? Khi đó sẽ về cái trend xuống, rồi trend xuống về downtrend nhá, tích lũy downtrend. Còn khi mà nằm ở phía trên thì khi đó đang ở xuống uptrend nhá, một xuống tăng. Đấy. Hiểu nôm na như vậy đi nhá. Còn đi sâu nữa thì sẽ có từ từ. Thì tiếp theo tôi đi trực tiếp với một cái biểu đồ luôn nhá, để nó coi thử là trên biểu đồ sẽ như thế nào. Đấy. Thì ví dụ cho mọi người thấy đây. Thì đây là một cái chỉ khi mà đường MACD này. Đây, đường MACD chúng ta giảm xuống dưới, tức là mức một xuống tăng nhá. Và ngược lại, tăng lên là xuất hiện cho ta một xuống tăng trở lại khi vượt qua này. Đó, em phải kèm đó là MACD histogram, là cái đường màu xanh lá cây này, bắt đầu dốc lên, tăng mạnh lên nữa, chứng tỏ là sức mạnh của những chỉ báo này đang càng ngày càng đúng hơn nữa về xuống tăng nhá. Đấy. Chứ mà ví dụ nha, ví dụ cho người thấy này. Tại những giai đoạn nó lấn cấn ở đây và cái sức mạnh của MACD histogram nó không được bị rõ ràng, thì khi đó xong người nó sẽ bị cắm đầu giảm lại. Đấy nhá. Mà video trước người đó có quên nói cho người là mọi người thêm cái đường MA và đường MACD một cách nào. Đấy, thì hôm nay người đó sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Đấy, thì mọi người đợi một xíu nhá. Mọi người vào trực tiếp cái gọi là cái là file an. Đây, cái file an mà gõ là file.vn chart nhá. Đấy, mọi người gõ đây ví dụ chart ngày nhá. Chúng ta tìm về mã phiếu DGC giống như chúng ta đã phân tích đi. Đấy. Thì chúng ta muốn thêm cái chỉ báo MA bằng cách nào? Đấy, ví dụ chúng ta sẽ xóa những cái thứ này đi nha. Đó, bắt đầu này. Như đây là một cái gì nó trắng tinh nha, không có gì hết nha, chỉ có khối lượng này và MA thôi. Đây thì chúng ta thêm cái đường chỉ báo MA bằng cách nào? Chúng ta nhấn vào đây. Này. Chúng ta gõ chữ MA ra. MA. Thì nó sẽ ra cái gì mọi người? Đây, đường trung bình trượt. Đây. Mình nhấn tiếp vào đây. Nha. Nhìn tiếp vào đây. Đấy, thì đó là sẽ có một cái đường đường trung bình hoặc là đường MA
MA thì mình nhấn chữ MA ra, nhấn cái này. Này đường trung bình mũ này. Đó, sau đó mình nhấn vào nút cài đặt ở đây. Nhấn vào đây. Thì mọi người điều chỉnh KPI, ví dụ là 20 ngày nhá. Đó, định dạng của nó như thế nào, màu thế nào, rồi thanh nó như thế nào. Cho nó màu thanh lớn đi, cho nó màu xanh này đi, đúng không? Đó, như vậy. Nhấn OK một cái. Đấy là đường MA20 xuất hiện. Rồi đường MA10, MA5 thế nào? MA10 nhá. Đây, gõ chữ 10 này. Rồi chúng ta gõ nó ví dụ là màu đỏ này đi. Màu vàng đi, cho nó cái rực rỡ tí, cho nó đậm đậm một tí, như hạn như vậy. Đấy. Cho nó đậm đậm một tí này. Đấy, rồi nhấn OK. Đấy, nó xuất hiện được những đường MA rồi nhá, MA, MA rồi. Đường một số đường trung bình rồi. Vậy chúng ta thêm cái đường MACD bằng cách nào? Chúng ta cũng gõ trực tiếp vào các chỉ báo, nhưng mà đây. Chúng ta gõ đường MACD nhá, MACD nhấn vào đây. Nhấn cái này nhá. Đó, nhưng mà xảy ra cái dưới này chả khác gì chúng ta đâu, nó còn khi còn đẹp hơn các con người đỏ nữa cơ. Cái con người đỏ thì nó còn không có dạng đỏ đỏ xanh hay đâu, nó cũng một màu nhá. Đấy, mọi người sử dụng nhá. Đấy thì chúng ta có một tí về cái bài chúng ta nói một tí nhá. Vậy chúng ta mua bán thế nào, đòi hỏi chúng ta mua bán thế nào dựa trên cái đường MACD này. Đường MACD là một cái đường cực kỳ dễ sử dụng và cực kỳ dễ dùng. Nếu chúng ta áp dụng cái này và dùng nó thật nhiều nhuyễn thì đó là một cái rất là chiến lược, gọi là rất là đắc lực cho chúng ta nha. Đấy thì đầu tiên tôi nói về điểm mua nhé. Mua thì là dấu hiệu của nó là khi đường đường màu vàng, đâu xin lỗi, đường màu đỏ là đường tín hiệu MACD nha. Đường MACD này nó cắt qua đường tín hiệu, đường màu xanh đường tín hiệu nha, nó cắt qua xuất hiện một xuống mua, kèm với đó nữa MACD histogram phải vượt lên trên mức không, đó nó vẽ phía trên nha. Đấy thì nó xuất hiện một điểm mua, đó là một điểm mua sớm nha. Còn một cái điểm mua mua mà sau đó nữa là khi đường MACD chúng ta vượt lên trên mức không trở về xuống uptrend nha. Chúng ta cũng phải kết hợp với nhiều yếu tố nữa, như đường MA chẳng hạn này, mình thấy này, đây một số điểm kết hợp đường MA chẳng hạn, đây chưa phải điểm mua đâu, khi nó như này này, khi nó vượt như này. Và thấy không? Khi dấu hiệu của đường MA20 bắt đầu vượt qua, tức là cái nền giá bắt đầu vượt lên trên này, vượt lên trên đường MA20 này. Đấy, thì nó sẽ có một điểm mua ngay tại đây, quanh vùng này. Đúng không? Hay là nó xuất hiện một cái điểm mua ngay đây chẳng hạn đi, một cái breakout khỏi đường trên line chỗ này đi. Đó, thì có một cái điểm mua ngay đây. Đó. Thế cũng là một cái điểm mua tích cực khi mà đang xuống của MACD róc lên. Và độ rộng spread của nó đang mở rộng, chứ như thu hẹp lại mà đổ xuống nhá. Tức là sao? Tức mà khi mà đường MACD này, cái độ rộng đó này, độ rộng của cái màu đỏ và màu xanh này này. Đó, đây là một màu đỏ, đây màu xanh. Độ rộng nó càng lớn đi thì tướng tỏ xuống nó đang mạnh nha, nó càng đang mạnh. Cái độ rộng của nó mà càng ngày càng hẹp lại, tướng tỏ là đang có xuống yếu dần đi và muốn đảo chiều với nhau nha. Mà một cái nốt cho mọi người. Đó, một điểm mua như vậy. Rồi, ví dụ như là những cái đường mà nó đi liên tục như này sao? Không có điểm mua đâu mọi người ạ. Không điểm mua đâu. Cũng giống như đường MA vậy, nó cũng đi lên xuống tăng giảm liên tục như này, chả điểm mua đâu nha. Đang cho một cái biên độ sideways tích lũy mình thôi. Đó, khi nó biến động rõ ràng, biến động rõ ràng hơn thì ta mới có thể mua được nha. Thì đó là cái điểm mua như vậy, cũng như một cái điểm nó phát hiện được đỉnh đáy. Rất là hay nha, bắt buộc mọi người phải xác định được đỉnh đáy. Khi mà được hai đáy, đáy hai đáy ngắn, đáy sau rút chân. Đáy sau rút chân, đúng không? Rất là đẹp. Đáy sau thấp đi trước là một điểm cộng nha. Tức là sao? Tức là nó có một vùng hỗ trợ phía trên, sức mạnh của MACD đang dốc lên trên nha. Chúng ta đang leo núi ấy. Chúng ta nói chúng ta đi leo núi mà có bây giờ chúng ta leo điểm đầu tiên xuất phát ở đây, còn chúng ta càng ngày càng leo thì càng ở gọi là phía sau của điểm leo núi không? Không bao giờ. Chúng ta leo thì phải lên trên. Lên trên bằng cách chúng ta đi như này thì mới chúng ta lên được đỉnh, đúng không? Đạt được đỉnh được phải lên trên. Đấy. Rồi, điểm bán như thế nào? MACD có một cái rất hay. Nó sẽ giúp cho mọi người phát hiện được một hai đỉnh rõ ràng nhá. Tức là thấy được cái dấu hiệu chúng ta cần phải bán ra khi nó phát hiện hai đỉnh nhá. Thì ví dụ như này, đây một đỉnh 1 đến 2 này, 1 đến 2 này. Đó, và đỉnh 2 yếu hơn rất là nhiều so với đỉnh 1. Và đây cũng vậy. Đỉnh này là đỉnh 2 bằng yếu hơn đỉnh 1 này. Thường nhá, thường á là đỉnh 2 của nó sẽ cao hơn đỉnh 1 hoặc bằng đỉnh 1. Nhưng đây mà phiếu này phân tích chúng ta thấy là yếu hơn nhưng mà nó vẫn xuất hiện xuống giảm. Thì đó cũng thấy là sự yếu của mã phiếu này. Ngay cả trên giá cũng hiện cái sự yếu của nó nha. Hoặc đây đỉnh 2 này cao hơn đỉnh sau này, đúng không?
đây đỉnh 2 thấp hơn đỉnh sau này, ngang ngang bằng bằng này, họ thì thấy yếu hơn, có dụ suy giảm thì nó bắt đầu giảm. Kết hợp thêm đường đường EMA nữa, chúng ta sẽ bán ra khi nó kết hợp đường EMA này, ví dụ như là thủng đường MA 10 đi, bán một nửa. Chúng ta nói vấn đề rồi, thủng đường MA 20 bán tiếp đúng không? Đấy, kết hợp thêm những dấu hiệu của MACD histogram nhá. Cái này ít người dạy lắm, cái đường MA histogram này này, cái mà đường bảng bảng biểu đồ này, màu xanh lá cây này, ít người dạy lắm. Khi nó xác định một cái điểm điểm bán kết hợp thêm nữa, coi là nó có đảo chiều hay không, đảo chiều hay không, đảo chiều về xuống dưới hay không. Đấy, và nó đang có dấu hiệu là dốc mạnh, càng ngày càng dọc mạnh hay không, tức là những cái thanh này này càng ngày càng dốc mạnh xuống dưới hay không. Đấy nhá. Đấy, và ngược lại như vậy, điểm tăng cũng sẽ như vậy nhá. Thì tổng quát cho mọi người ở đây là những điểm mua điểm bán, người là tổng quát cho mọi người ở đây, mọi người lấy bút ghi lại nhá. Đây, tín hiệu mua là tín hiệu mua khi xuất hiện tín hiệu mua xuất hiện khi đường MACD nó cắt và nằm phía trên của đường zero đó, tức là nó nằm ở trên cái đường zero là xuất hiện một xuống mua đúng. Và tín hiệu mua xuất hiện khi đường MACD nó cắt và nằm phía trên của đường tín hiệu, tức là sao, tức là đường màu đỏ cắt và nằm phía trên của đường màu xanh đây này, cắt này cắt và nằm phía trên đường màu xanh này đúng không, còn điểm mua đầu tiên thì phải vượt qua mức không đây để nó mua đó. Và tín hiệu mua xuất hiện khi đường MACD nó tạo hai mô hình hai đáy dốc lên, tốt hơn là ba đáy dốc lên nhá. Đấy, và MACD nó phải cắt đường tín hiệu MACD, tức là dốc lên như này nhưng mà phải tiếp tục phải cắt qua đường màu đỏ, phải cắt qua đường màu xanh dốc lên thì mới cái dấu hiệu mua được. Cộng với đó là biểu đồ MACD của nó phải dốc tăng dương lên kết hợp với MACD nó dốc và tiến lên và vượt lên đường tín hiệu nhá. Đó, tổng quan điểm mua sẽ như vậy. Tổng quan điểm bán sẽ như thế nào? Điểm bán thì thấy là khi mà đường MACD nó cắt và nằm phía dưới của đường tín hiệu zero, đó tức là nằm phía dưới cái đường mức không này, tự nhiên giảm xuống cắt dưới này này, thì khi đó sao người? Khi đó xuất hiện một điểm bán. Và khi đường MACD nó cắt và nằm phía dưới của đường tín hiệu MACD luôn, đây là đường MACD màu đỏ đúng không? Này giảm xuống dưới này, xuống dưới của đường màu xanh, thấy không? Thì nó sẽ xuất hiện một điểm bán, nhá. Và khi đường MACD bắt đầu xuất hiện một hai đỉnh hoặc là nhiều hơn nữa, càng nhiều đỉnh thì càng giảm mạnh, càng nhiều đáy thì càng tăng mạnh, và bắt buộc phải có sự phát hiện sự phân kỳ của nó nữa. Hai đỉnh như vậy phải thấy sự phân kỳ rõ ràng nhá. Sự phân kỳ ở đây là gì? Đó là ví dụ như là giá thì là phân kỳ dương, đỉnh sau cao đỉnh trước, còn MACD của nó thì đỉnh sau thấp đỉnh trước, sự phân kỳ rõ ràng như vậy nhá. Và cái thứ ba là giá của biểu đồ MACD nó gọi là tăng mạnh đột xuất và giảm mạnh cực kỳ mạnh xuống mức âm, và có dấu hiệu đó là dấu hiệu về mức không cực kỳ mạnh và xuất hiện cho những cái mức của nó là mức suy giảm của nó kết hợp với những chỉ báo MACD nữa nhá. Đó, tổng quan cho mọi người để mua để bán như vậy. Đấy, thấy không, ví dụ hoa sen nhá, hoa sen này thấy không, số hiệu này một đỉnh này, hai đỉnh, ba đỉnh này, sự phân kỳ ở đây gì là đỉnh này thấp hơn đỉnh này, thấp hơn đỉnh này đúng không, đó tức là đỉnh sau càng về sau đỉnh càng cao. Đấy, và đây sao MACD nó là sao, đỉnh này cao hơn đỉnh này và đỉnh này này cao hơn đỉnh này nữa, sự phân kỳ rõ ràng mà thấy không, nó so sánh này đó. Và sau đó sao mọi người, xuất hiện một phiên giảm cực kỳ mạnh cái mặt phiếu này đó, đó lý do tại sao người đòi cho người bán cực kỳ nhiều ngay tại những cái phiên này, người đòi nhớ nhầm bán ngay cái phiên này. Đấy, và đi mua như thế nào, nó không nhất thiết là tạo hai đáy này, khi nó dịu là cắt qua này, thấy không, cắt qua này và xuất hiện sao mọi người, vượt cái đường trên line này, mới thấy một cái đường trên line downtrend không, vượt được cái đường trên line này đó, dấu hiệu hai đáy của MACD xuất hiện này, trong khi đó cái này vẫn chưa tạo hai đáy nhưng vẫn có sự để mua. Đấy, vẫn mua được, không gì sợ cả. Đấy, thì đây là một điểm mua sớm. Còn điểm mua hợp lý hơn nữa là khi sao mọi người, khi đường MA20 cắt qua đường MA50 và MACD của nó hướng đường dương nằm trên mức không này, nó hoàn toàn một điểm mua trên này, đó là những điểm mua phù hợp nha. Và ta dự đoán coi thử là những mã phiếu tới như thế nào. Ví dụ nha, một số mã phiếu cho mọi người thấy nhá, ví dụ một số mã phiếu như là một số mã phiếu giống bất động sản nhá, DG đi,
Đây, hiện tại của nó đang một vùng tích lũy và chưa chịu tăng mạnh nhá, và nó vẫn đang ở trên mức không, nhưng MACD nó đang có dấu hiệu là đảo chiều. Xin lỗi, MACD đảo chiều kết hợp với MACD histogram, cái biểu đồ màu xanh đó, đang chịu đảo chiều nữa nhá. Đó, và đang chịu nằm dưới đường MA nữa, và đường MA 20 của nó vẫn chưa vượt được đường MA 50 nữa, vẫn chưa đi mua ngay tức ở đây. Khi nào đợi những điểm xác nhận thì vào mua, hoặc là không thì có thể đứng ngoài nhá, có thể thận trọng hơn nếu như nó chịu là giảm cắt xuống dưới đường MA 20 và giảm thủng cái vùng 80. Thử một số mã phiếu này nhá, một số mã phiếu như FLT nhé, FLT đây nè, đây bắt đầu xuất hiện nha mọi người, một số điểm trừ nhá, đỉnh sau này, đỉnh trước này, thấp hơn đỉnh sau này, đó thấp hơn đỉnh sau đúng không? Ngày này phải thấp hơn đúng rồi, có chịu vượt kéo xả đây rồi đúng không? Và sau đó sao mọi người, MACD nó là sao? Đỉnh sau này, thấp hơn đỉnh trước rất là nhiều, và đó một điểm trừ rồi, đó, thận trọng hơn một tí nhá. Biết đâu này có chịu đảo chiều sao? Dòng hai đỉnh thì sao? Đấy, thận trọng hơn một tí, đấy giảm thủng đường MA10 bán một nữa, giảm thủng đường MA20 bán một nữa nhá. Một số mã phiếu nữa nhá, số mã phiếu đây ví dụ là mã cổ phiếu như là Labaco nhá, Labaco này có phải là hiện tại đang suy suy yếu không? Suy này hai đỉnh ngắn ở đây, cái hợp thêm vô lớn ở đây nữa, giảm thủng đường MA20 đúng không? Đó, ví dụ chuẩn bị thủng đường trên line rồi, số điểm trừ nó như vậy. Rồi thì trước mắt vẫn chưa dấu hiệu mua, quan sát thêm thôi đấy nhá. Một số mã phiếu nhé, ví dụ như là mã phiếu KBC đi nè, hay là SC đi, SC này đỉnh một này, đỉnh một đây đúng không, thấp một đỉnh trước này, đỉnh hai đây, đỉnh một đỉnh hai nhá, đỉnh hai cao hơn này, trong khi đó MACD thì sao? Đỉnh một, đỉnh hai thấp hơn rất là nhiều, sự phân kỳ rõ ràng, một phiên kéo xuất xả của dòng tiền vào cực kỳ mạnh đây. Sau đó sao mọi người, dòng tiền bán ra cực kỳ nhiều quanh những khung này nữa và giảm cắm đầu. Đó, cực kỳ dễ nhá, áp dụng cái này cực kỳ dễ cho một điểm bán. Điểm mua phải kết hợp thêm một số điểm nữa. Đó như vậy nha. Thì tổng quan mọi người như vậy nhá. Rồi, video này kết thúc đây thôi. Và xin chào mọi người. Và hẹn mọi người ở cái video sắp tới. Mọi người nhớ làm bài tập, mở sách vở ra, lọc 50 mã phiếu, xem thử những mã phiếu đó MACD nó hiện tại là như thế nào nha, và giả sử thử nó sẽ tăng như thế nào, đi vận chuyển như thế nào. Nó ví dụ như đây đi, hiện tại cái đường này và đường này đang nằm khá xa, thì khi đó khả năng rất cao nó sẽ có một phiên hồi phục ở đây để cho đường này bao sát lại một tí đấy, và cũng như là nó sẽ về, có thể sẽ tạo vùng đáy khi nó ngoắc lên nha, khi nó ngoắc lên như này này thì nó sẽ tạo vùng đáy, khi đó ta mới chuyển để mua, cũng như trưởng chưa đó. Nó giả sử như vậy đi nhá. Đấy thì xin chào mọi người, hẹn mọi người ở cái video lần sau. Xin chào mọi người nhá, nhớ làm bài tập, nhớ coi liên tục những video, làm đi làm lại liên tục và ghi chép đầy đủ nhá. Xin chào mọi người.